Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, thị trấn cổ Phượng Hoàng, cổ trấn nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ sáng ngày 16 tháng 7 sau cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến 50.000 người dân và khách du lịch phải sơ tán. Những cơn mưa lớn kéo dài làm cho mực nước sông Đà Giang gần đó dâng cao hơn 1 mét so với thường lệ, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng và mất điện trên diện rộng. Hơn 50.000 cư dân và khách du lịch được sơ tán ra khỏi thị trấn và các vùng lân cận. Một số danh lam thắng cảnh bị đóng cửa, không chỉ riêng Phượng Hoàng cổ trấn. Các quận khác ở tỉnh Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng. Giới chuyên gia Trung Quốc dự đoán mưa bão có thể kéo dài qua ngày 16 tháng 7, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo. Thị trấn cổ Phượng Hoàng náu mình ở bên bờ sông Đà Giang cùng những ngọn núi đẹp như tranh vẽ ở tỉnh Hà Giang. Nơi đây còn lưu giữ những kiến trúc tuyệt đẹp từ triều đại nhà Thanh và nhà Minh có niên đại hàng trăm năm. Mỗi ngày Phượng Hoàng cổ trấn thu hút hơn 30.000 khách du lịch tới thăm. Thị trấn 3.000 năm tuổi này đang được xem xét để trở thành di sản thế giới UNESCO. Trong bối cảnh không có thuyền cứu hộ, cảnh sát Trung Quốc đã dùng phao, rùa để cứu 13 nạn nhân bị mắc kẹt. SCMP đưa tin, ngày 14 tháng 7, sau những trận mưa lớn, 13 cư dân tại một khu vực thuộc thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mắc kẹt trong nhà hôm ngày 12 tháng 7. Trong bối cảnh nước lũ tăng nhanh và không có thuyền cứu hộ, cảnh sát đã nhanh trí dùng phao rùa để cứu các nạn nhân. Đó là trường hợp khẩn cấp, không có thuyền cứu hộ nên chúng tôi phải tìm cách khác, cảnh sát cho biết. Được biết, số phao rùa kể trên được cảnh sát tìm thấy trong một cửa hàng đồ chơi địa phương. Tất cả các nạn nhân bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già và trẻ em, đã được sơ tán an toàn. Vụ việc cảnh sát dùng phao rùa sơ tán nạn nhân mắc kẹt trong lũ lụt đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người sử dụng mạng đã ca ngợi sự nhanh trí của cảnh sát giữa lúc cấp bách và không có thuyền cứu hộ. Cảnh sát dùng phao rùa cứu nạn nhân mắc kẹt trong lũ. Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm 14 tháng 7 cho biết, ít nhất 56 người thiệt mạng và 22 người mất tích giữa lúc mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Nam Trung Quốc, gây lũ lụt, mất điện và ảnh hưởng giao thông. Những trận mưa lớn với lượng mưa đo khoảng 48,6cm đã trút xuống nhiều thành phố kể từ hôm 16 tháng 7. Hơn 11 triệu người ở 11 tỉnh miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất và mưa đá. Các con sông vỡ bờ, tràn ngập các khu vực xung quanh. Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết mực nước ở các con sông và hồ lớn ở phía nam tỉnh Hồ Nam đang ở mức báo động. Rất nhiều người đã được sơ tán vì vỡ đê. Hàng chục chuyến bay tại các sân bay của các thành phố lớn trong khu vực như Thành Đô, Quảng Châu và Thâm Quyến đã bị hủy và hoãn, khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt. Trong khi đó, giao thông đường sắt cũng bị đình hoãn và nhiều tuyến đường trong khu vực bị đóng lại. Trung tâm khí tượng quốc gia cảnh báo miền Nam Trung Quốc trong tuần này hứng chịu một đợt mưa rất lớn. Quý vị thân mến, theo trang Daily Mail hôm 15 tháng 7 đưa tin, mưa lớn đã tàn phá khu vực Quảng Tây Trung Quốc, có nhiều nơi lượng mưa trung bình lên tới 100mm, gây lũ lụt và sạt lở. Đoạn video quay lại cảnh tượng kinh hoàng của các tòa nhà đổ sập trước sự chứng kiến của nhiều người dân sau trận mưa gây lở đất ở làng Vệ Gia Câu, thị trấn Bách Sắc hôm 14 tháng 7. Trong đó, số này có một tòa nhà cao 6 tầng và một tòa nhà nằm cạnh trường mẫu giáo. Một người dân thốt lên thật kinh khủng được nghe thấy trong đoạn video khi một trong những tòa nhà đổ sập trước mắt người này. Trận lở bùn cũng nuốt chửng nhiều phương tiện và nhà cửa. Theo truyền thông Trung Quốc, không có thương vong được ghi nhận ở huyện Đề Lâm. Tuy nhiên, tại huyện Lăng Vân cách đó 120 km, thời tiết cực đoan dẫn đến sạt lở chôn vùi cả gia đình 6 người sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương. Thi thể 6 nạn nhân đã được tìm thấy. Đến 15 giờ theo giờ địa phương hôm 14 tháng 7, hơn 20 nhà dân bị sụp đổ trong khu vực và 23 ngôi nhà khác bị ngập nặng trong bùn và đống đổ nát. Khoảng 379 người được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đang khôi phục các con đường bị hư hại cũng như dọn dẹp cây ngã đổ. Theo thông tin Tân Hoa Xã hôm 16 tháng 7, mưa lớn ở Quảng Tây kéo dài từ hôm 10 tháng 7 làm ảnh hưởng tới cuộc sống ít nhất 124.000 người và buộc gần 2.000 người sơ tán. Khoảng 5.630 hecta cây trồng bị tàn phá và khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại. 6 tòa nhà cao tầng đã đổ sập sau khi mưa lớn trút xuống huyện Thiên Lâm, tỉnh Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 7 tại một công trường xây dựng dự án thủy điện thuộc huyện Thái Ninh, Tam Bình, Phúc Kiến, Trung Quốc đã khiến 35 công nhân bị chôn vùi,
đá và bùn đã chôn vùi một tòa nhà văn phòng và khu vực nhà tạm nơi các công nhân sinh sống. Họ đang ngủ nên không kịp trở tay. Theo thống kê tạm thời, 35 người đang bị chôn vùi dưới đống bùn đá, một quan chức địa phương cho biết. Nguyên nhân vụ lở đất chưa được xác định, nhưng khu vực này hứng chịu lượng mưa lớn suốt mấy ngày qua. Lực lượng cứu hỏa cảnh sát đang ráo riết dọn dẹp đống đất đá để tìm kiếm những người bị vùi lấp. Hơn 1.000 nhân viên cùng 3 máy xúc lớn cũng khẩn trương dọn dẹp các tuyến đường sắt bị bùn đất đá che lấp. Mưa nặng hạt đã ảnh hưởng tới cả vùng Nam Trung Quốc từ giữa tuần, gây lũ lụt và lở đất. Tân Hoa Xã ngày 17 tháng 7, mưa lũ đã khiến hơn 1.000 người ở Quảng Tây phải di cư. Sạt lở đường làm một người chết, một người mất tích, hơn 30 chuyến xe lửa phải hoãn hoặc hủy trước tình trạng khẩn cấp. Hai ngày nay, mưa tiếp tục đổ xuống Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây và Phúc Kiến. Lực lượng tìm kiếm làm việc xuyên đêm trong đống đổ nát sau vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi cả một ngôi làng trong đất đá ở miền Tây Nam Trung Quốc. Đến trưa ngày 15 tháng 7, 15 thi thể được tìm thấy, nhưng hơn 100 người vẫn mất tích. Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ dùng các thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các dấu hiệu sống sót trong khu vực xảy ra lở đất ở Tứ Xuyên, vốn từng là nơi có 62 ngôi nhà và một khách sạn. Tân Hoa Xã cho biết ngày 15 tháng 7, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi không còn cơ hội nào nữa. Tân Hoa Xã dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết, quyền tỉnh Tứ Xuyên cùng ngày đã công bố tên tuổi của 118 người mất tích. Hiện chưa rõ liệu thi thể của 15 người được tìm thấy đã được xác định danh tính hay chưa. Thân nhân của những nạn nhân lở đất đang mòn mỏi chờ đợi tin tức về số phận của người thân. Một phụ nữ ở ngôi làng gần hiện trường nói với hãng thông tấn AP rằng bà không có bất cứ thông tin nào về những người họ hàng ở Simo, ngôi làng bên núi bị chôn vùi vì lở đất. Tất cả thông tin người phụ này nhận được là một số thi thể đã được tìm thấy. Ông Từ Chí Văn, phó giám đốc khu dân tộc Tạng và Khương Nga Bá, khu vực xảy ra lở đất hôm 14 tháng 7 cho biết toàn bộ 142 du khách tham quan khu vực Simo đều được tìm thấy trong tình trạng an toàn. Đài CCTV dẫn lời một quan chức dẫn đầu lực lượng tìm kiếm có tên Vương Vĩnh Ba cho biết đây là vụ lở đất lớn nhất tấn công khu vực này kể từ động đất tại Tứ Xuyên. Động đất tại huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008 cướp đi sinh mạng gần 90.000 người. Vụ lở đất lần này đã chôn vùi 1,6 km đường và làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2 km. Chính quyền địa phương cho biết trên website chính thức rằng ước tính 8 triệu mét khối đất đá từ ngọn núi cao 3.000 mét đổ xuống do lở đất. Kính thưa quý vị khán giả, kể từ tháng 6, nhiều nơi ở Trung Quốc trải qua thời tiết có nhiệt độ cực cao và những ngày có nhiệt độ cao trong năm kéo dài hơn 40 ngày. Đồng thời, nhiều nơi trong đất liền cũng đang phải đối mặt với mưa lớn. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, một trong một hoặc hai tháng tới trên cả nước sẽ có thêm nhiều đợt thời tiết cực đoan với nhiều thiên tai nghiêm trọng như mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ cao và sóng nhiệt. Bất hạnh không bao giờ đến một mình. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam hứng chịu đợt dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 10 năm qua. Điều này khiến nhiều người dân đặt ra câu hỏi phải chăng thời tiết cực đoan bất thường là lời cảnh báo từ trên trời. Tam sát của Trung Quốc là nhiệt độ cao, mưa lớn và lũ quét. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát ra cảnh báo màu vàng, nhiệt độ cao vào 18 giờ ngày 14 tháng 7. Dự kiến trong ngày 15 tháng 7, nhiệt độ ở các địa phương của Tân Cương, Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ vượt quá 35 độ C. Trong số đó, lưu vực Yuga của Tân Cương và lưu vực Nam Tân Cương, phía Tây Hồ Bắc, phía Đông và Nam Giang Tây, Trung và Tây Chiết Giang, hầu hết Phúc Kiến, Trung và Đông Quảng Tây và phía Tây Quảng Tây có nhiệt độ tối đa từ 37 đến 39 độ. Trung tâm Chiết Giang và trung tâm Phúc Kiến có thể đạt tới 40 độ hoặc cao hơn. Không chỉ vậy, Đài quan sát khí tượng Trung ương còn tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh. Dự kiến từ 20 giờ ngày 14 tháng 7 đến 20 giờ ngày 15 tháng 7 sẽ có mưa lớn ở Hắc Long Giang, Cát Lâm, Giang Tô, Chiết Giang, Vân Nam và các nơi khác. Trong đó, phần phía nam của Hắc Long Giang và phần phía tây của Cát Lâm cục bộ sẽ có lượng mưa lớn từ 50 đến 90 mm. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn ngắn ngày, lượng mưa mỗi giờ tối đa từ 20 đến 50 mm, cục bộ có thể vượt quá 60 mm. Xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông và gió giật mạnh. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo thiên tai lũ quét màu vàng vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 7. Dự kiến từ 20 giờ ngày 14 tháng 7 đến 20 giờ ngày 15 tháng 7, một số khu vực thuộc trung tâm Cát Lâm, khu vực phía đông và nam Hắc Long Giang có thể xảy ra thiên tai lũ lụt với cảnh báo màu xanh lam. Trong đó, khả năng xảy ra thảm họa lũ lụt ở phía đông và nam Hắc Long Giang là tương đối cao.
với cảnh báo màu vàng. Hồ Nam chứa trận dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 10 năm qua, quan chức không dám lơ là. Gần như cùng lúc đó, tin tức về một lượng lớn châu chấu xuất hiện ở Hồ Nam và đây là đợt nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Theo báo cáo của tin tức Bắc Kinh vào ngày 14, một số cư dân của huyện Đa Giang, tỉnh Hồ Nam đã báo cáo rằng một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở nhiều thị trấn và thị trấn địa phương. Theo một nông dân trong huyện, hàng chục mẫu rừng tre do bà con trồng đã bị một số lượng châu chấu cắn phá. Và tình trạng lần này bắt đầu từ vài tháng trước. Về vấn đề này, nhân viên của Cục Nông nghiệp huyện Đào Giang cho biết, tổng cộng 36.000 hecta đất và rừng cây trong huyện đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong 10 năm qua. Cục Lâm nghiệp tỉnh Hồ Nam cũng đưa ra thông báo rằng kể từ tháng 7, thời tiết địa phương khô hạn và châu chấu tre bước vào thời kỳ sinh trưởng và tỷ lệ gây hại cao. Tuy nhiên, dư luận tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố chính thức sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào năm 2020. Hàng trăm tỷ con châu chấu đã tràn vào Trung Quốc, khi đó CCTV cũng dẫn lời các chuyên gia cho biết trong lịch sử Trung Quốc chưa ghi nhận thiệt hại châu chấu sa mạc gây ra. Nguyên nhân chính là do khó để châu chấu vượt qua những vùng cao lạnh giá, nhưng lần này tình hình lại khác hẳn. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại.